chào tất cả các anh em Paper Shop. Thì cái mẫu ghế D202B của anh mình đã ra thị trường thời gian và nó đón nhận được cái sự tích cực từ thị trường trả về. Thì mình nói thêm một xíu về cái sản phẩm này để cho anh em ở tỉnh hoặc là ở xa thì dễ sử dụng hơn cũng như là nhận biết hơn. Trên mỗi cái sản phẩm của Lam Deco thì nó sẽ có một cái logo, dập rất là rõ nét về cái logo của bên mình. Rồi tại sao cái ghế này mình lại sử dụng thêm một cái gói này nữa? Lý do là khi mà khách hàng mình nạp á thì đa số nó sẽ bị một cái khoảng hở tương đối là lớn ở cái điểm cuối của cái lưng mình, dẫn đến cái sự là nằm nó mình cảm giác là nó không có thoải mái, với lại nó hơi khó nằm xíu, cho nên là cái gói của mình sẽ khắc phục được cái nhược điểm đó của cái ghế. Có một cái vấn đề mà ở đây chúng ta dễ bị hiểu lầm là cái cần gạt, cái tay gạt này á là nó chỉ là mang nhiệm vụ của một cái công tắc thôi. Nó sẽ là gạt cái đầu của cái ti hơi để ngã cái lưng ghế này. Cho nên là mình gạt nó rất là nhẹ, gạt nó nhẹ thôi. Còn lại cái lưng ghế ngã này là do lực của cái tay mình đẩy, chứ không phải là cái gạt mạnh cái này để nó ngã cái lưng ghế. Rồi, đây mình thao tác nha. Rất là dễ. Cái ghế này mình nâng hạ được, nâng lên cao, mình bơm nhẹ để nâng lên cao và đạp hết để hạ xuống thấp. Và lúc mà anh em mình đang thao tác cần đứng cái ghế lại, như là lấy cái tay hoặc là cách để đứng ghế lại, thì mình nó có một cái chế độ khóa gạt nhẹ thì nó sẽ khóa cứng cái ghế lại cho nên dễ thao tác hơn. Xoay 360 độ rất là nhẹ nhàng. Ghế của mình sử dụng cái mâm ghế là 70cm, nó sẽ vững chắc ha. Chất liệu nó vẫn là thép inox, nhưng mà ở đây cái thép nó dày và cái chất xi này rất là dày, cho nên là nếu mà trong quá trình sử dụng mà mình bảo quản tốt, mình vệ sinh tốt thì nó sẽ rất là bền. Thêm cái nữa là bên mình đã sử dụng cái phần cái bơm nó to hơn và nó bề thế hơn, thì ở đây mọi người cũng thấy là nó nhìn cái ghế mình nó sẽ hoành tráng hơn. Riêng cái bơm hơi này, cái bơm thủy lực này thì bên mình sẽ bảo hành nó tới 36 tháng, cho nên là mọi người cứ an tâm mà sử dụng. Thì cái ghế này ở đây chúng ta xoay 360 độ rất là dễ dàng ha, trừ khi nào mà chúng ta khóa lại thì nó không xoay được thôi, không di chuyển được thôi, còn lại xoay rất là dễ. Rồi thêm một cái công năng nữa còn lại là cái cây đầu này, khi mà chúng ta không xài thì nó sẽ có một cái bộ phận để mà mình treo nó lên, với lại nó cũng có thêm một cái phụ để treo máy sấy, treo công đơ hoặc là khăn cắt. Cái này là mình giới thiệu sơ về tổng quan của cái ghế thôi, còn lại tất cả các anh em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn và trải nghiệm trực tiếp luôn thì là có thể liên hệ số điện thoại của mình 0935033839 hoặc là tới địa chỉ 138 xe 44 Trương Công Định, phường 14 Tân Bình để trải nghiệm trực tiếp cái ghế Alexander của mình.
Thank you.